lịch ngày tốt, xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong bản tin tử vi hàng ngày của 12 con giáp, dự đoán chính xác các phương diện về tài lộc, tình duyên, sự nghiệp và sức khỏe. Sau đây là thông tin chi tiết. Tử vi thứ tư, ngày 28 tháng 4 năm 2021 của 12 con giáp. Xem tử vi hàng ngày, dự báo 4 tuổi sẽ may mắn trúng lớn trong ngày thứ tư này sẽ là tuổi Thìn, tuổi Tuất, tuổi Thần và tuổi Dậu. Để biết vận trình của bạn hùng cát ra sao, mời các bạn cùng lịch ngày tốt xem tử vi ngày 28 tháng 4 năm 2021 của 12 con giáp chi tiết từng tuổi ngay sau đây. Tử vi tuổi Tý. Xem tử vi hôm nay, chịu ảnh hưởng của cục diện Tý Ngọ tương xung, người tuổi Tý khó kiểm soát được cảm xúc của mình. Bạn dễ hành xử bất cần, nóng nảy và gây ra những tranh cãi không đáng có. Các mối quan hệ xã giao vì thế mà có chiều hướng xấu đi. May mắn là có chính quan nâng đỡ nên con giáp tuổi Tý vẫn có thể hoàn thành được công việc và đạt được một số thành tích nhỏ nhỏ trong ngày thứ tư này. Nếu có thể tiết chế được bản thân thì bạn đã có thể nhận được sự ủng hộ của không ít người nữa đó. Chuyện tình cảm của bản mệnh gặp phải không ít trắc trở trong ngày thủy khắc hỏa. Dường như cả hai sẽ phải tốn kha khá thời gian mới có thể có được sự đồng ý của hai bên gia đình. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim khó kiểm soát cảm xúc khiến cho mối quan hệ xã giao bị ảnh hưởng. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy tình cảm gặp nhiều trắc trở. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa thời tiết ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của bạn. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ đạt được một số thành tích nhỏ trong công việc. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc cần tiết chế bản thân mới có được sự ủng hộ của mọi người. Con số may mắn 3, 6, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tương, trắng, xanh dương, quý nhân phù trợ, Thìn, Thân, Sửu. Tử vi tuổi Sửu, xem tử vi hàng ngày, cục diện Sửu Ngọ tương hại ảnh hưởng không nhỏ đến vận trình của con giáp tuổi Sửu trong ngày thứ tư này. Bạn sẽ phải đối mặt với không ít rắc rối phát sinh khiến tiến triển công việc trở nên trì trệ hơn. Lại thêm thương quan giáng họa, chỉ cần một bước đi sai lầm, bạn có thể phải gánh chịu không ít tổn thất. Dù là trong khi xử lý công việc hay trong chuyện tiền bạc, bản mệnh cũng cần phải hết sức cẩn trọng, cho nên chủ quan lơ là dù chỉ là một phút. Ngũ hành, hỏa sinh thổ, may mắn là bên cạnh bạn luôn có một bờ vai vững chãi để dựa vào. Người ấy luôn ủng hộ bạn với tấm lòng chân thành nhất. Hãy trân trọng tình cảm mà cả hai dành cho nhau. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim đối mặt với không ít rắc rối phát sinh. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy cẩn trọng trong từng quyết định, kẻo khó tránh sai lầm. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa ăn uống sinh hoạt điều độ là bí kíp để sống khỏe. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ tình cảm gia đình hài hòa yên ấm. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc lứa đôi bên nhau hạnh phúc trọn vẹn. Con số may mắn 1, 5, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tương nâu vàng, quý nhân phù trợ Tị, Dậu, Tý. Tử vi tuổi Dần, xem tử vi phương Đông được bán hợp trợ mệnh, vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Dần trở nên suôn sẻ, thuận lợi hơn so với thời gian trước. Bạn có cơ hội được khẳng định bản thân khi được giao thêm những trọng trách hoàn toàn mới. Thiên ấn nhập cục, con giáp này nếu làm trong các lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật, y học, dịch vụ hay nghề tự do thì có thể thu về được những thành tích không hề nhỏ. Bạn sẽ để lại ấn tượng mạnh mẽ với mọi người xung quanh, con đường phát triển của bạn đang ngày càng rộng mở trước mắt. Nhân duyên khởi vượng, đường tình duyên của người tuổi Dần khoe sắc rực rỡ trong ngày mộc sinh hỏa này. Nhất là với những người độc thân, bạn có thể nhận được lời tỏ tình từ người đã thầm mến bạn từ lâu. Hãy đáp trả lại tấm chân tình mà người ấy dành cho nhé. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy tăng cường tập luyện thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe. Tử vi tuổi Bình Dần, Hỏa công việc trên đà thuận lợi, cơ hội thăng tiến mở ra. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ người độc thân có cơ hội tìm được người phù hợp. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc tình cảm gia đình êm ấm, trên dưới thuận hòa. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim đừng bỏ lỡ cơ hội khẳng định bản thân. Con số may mắn 9, 7, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tương xanh lá, xanh lam, quý nhân phù trợ Ngọ, Hợi, Tuất. Tử vi tuổi Mão. Tử vi hàng ngày nhận thấy cục diện Mão Ngọ tương phá khiến cho con giáp tuổi Mão dễ vướng vào những chuyện thị phi tranh cãi trong nội bộ tập thể. Nguyên nhân chính bắt nguồn từ những bất đồng trong cách giải quyết vấn đề, đôi bên đều cố chấp không chịu nhún nhường.
Sự xuất hiện của chính ấn có thể giúp bạn gỡ rối được phần nào. Chỉ cần đôi bên có thể lắng nghe và chia sẻ những ý tưởng một cách nhẹ nhàng thì mọi chuyện sẽ sớm xong xuôi, ổn thỏa cả thôi. Sức khỏe của người tuổi Mão đang có tiến triển khá tích cực trong ngày mộc hỏa tương sinh này. Được nghỉ ngơi thư giãn sẽ giúp cho tinh thần của bạn tốt hơn rất nhiều. Hãy tiếp tục duy trì những giấc ngủ đủ và chất lượng một cách đều đặn. Tử vi tuổi Ất Mão, thủy bất đồng dễ dẫn đến mâu thuẫn, tranh cãi. Tử vi tuổi Đinh Mão, hòa, kiên trì và nhẫn nại, bạn sẽ sớm có được những gì mà mình mong muốn. Tử vi tuổi Kỷ Mão, thổ, lửa đôi hạnh phúc bên nhau. Tử vi tuổi Tân Mão, mộc, sức khỏe được cải thiện khá nhiều. Tử vi tuổi Quý Mão, kim, dễ vướng vào những chuyện thị phi tranh chấp không đáng có. Con số may mắn 2, 9, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, xanh dương, đen, quý nhân phù trợ, hợi, mùi, tuất. Tử vi tuổi Thìn, xem bói tử vi, thức thân ghé thăm mang đến cho người tuổi Thìn liên tiếp những tin vui về tiền bạc trong ngày hôm nay. Nhất là với những người làm trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh, những khoản thu từ các dự án trước đó đang đều về túi bạn không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, tiền có trong tay, bản mệnh nên lên kế hoạch quản lý phù hợp, cân nhắc việc tái đầu tư để tiếp tục thu lời. Ngoài ra, các mối quan hệ xã giao còn mang đến cho con giáp này cơ hội hợp tác mới. Nếu có thể tận dụng thời cơ này thì hứa hẹn tương lai sẽ vô cùng sáng tỏ. Ngày hỏa sinh thổ này, các cặp đôi dần mở lòng với nhau hơn, đôi bên đã chịu lắng nghe nhiều hơn, cả hai cùng thấu hiểu và đồng cảm cho những khó khăn của nhau. Đây chính là dấu mốc để tình cảm lứa đôi tiến lên những nấc thang mới. Tử vi tuổi Giáp Thìn, hỏa, nên lập kế hoạch quản lý chi tiêu rõ ràng. Tử vi tuổi Bình Thìn, thổ, các mối quan hệ xã giao hài hòa. Tử vi tuổi Mậu Thìn, mộc, tình cảm lứa đôi nồng nàn thắm thiết. Tử vi tuổi Canh Thìn, kim, đừng bỏ lỡ cơ hội hợp tác đầy triển vọng. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, thủy, đừng bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể. Con số may mắn 6, 7, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, cà phê, nâu, quý nhân phù trợ, dậu, tí, thân. Tử vi tuổi Tỵ, thứ tư này, quý nhân tương hội sẽ tìm đến và đưa cho con giáp tuổi Tỵ một lời khuyên vô cùng quý giá. Đây chính là chìa khóa để bạn có thể tiến lên những nấc thang mới trên con đường chinh phục thành công của mình. Tỵ kiên chiếu mệnh, bản mệnh mạnh dạn dần thân vào những nơi đầy chông gai thử thách để khẳng định giá trị của bản thân. Tuy nhiên, đừng lúc nào cũng chỉ một mình đơn độc như thế, hãy chia sẻ để cùng tập thể đi lên. Ngày hỏa khí vượng, bản mệnh nên chú ý đến sức khỏe của bản thân, đề phòng các bệnh về gần cốt, tứ chi đau nhức, thương tật, bệnh liên quan đến tỳ, trúng gió, tê nhức chân tay, mất ngủ hay thần kinh suy nhược, đau đầu. Tử vi tuổi Ất Tỵ, hỏa, tìm cơ hội để hâm nóng tình cảm lứa đôi. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, thổ, quý nhân giúp sức, công việc hành thông. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, mộc, hãy lắng nghe lời khuyên của những người đi trước. Tử vi tuổi Tân Tỵ, kim, đừng đơn độc một mình trong hành trình tìm kiếm thành công. Tử vi tuổi Quý Tỵ, thủy, nên quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Con số may mắn 4, 9, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, đỏ, cam, quý nhân phù trợ, sửu, dậu, thân. Tử vi tuổi Ngọ, tử vi hàng ngày nhận thấy chịu ảnh hưởng của tự hình, tâm trạng của người tuổi Ngọ trở nên buồn bực mà chẳng biết chia sẻ cùng ai. Những muộn phiền giấu kín quá lâu có thể biến thành tâm bệnh lúc nào chẳng hay. Hãy thử mở lòng và tâm sự với người mà bạn luôn tin tưởng xem sao. Kiếp tài giáng mệnh, vận trình tài lộc của con giáp này đang có chiều hướng đi xuống. Đừng dễ dàng tin vào lời ngon ngọt của người khác, bạn có thể rơi vào cạm bẫy lúc nào chẳng hay. Bạn có thể đánh mất tất cả số tiền mà mình đã gây dựng bấy lâu. Theo Hải Thượng Lan Ông, ngày 17 âm lịch, nhân thần ở phía trong khớp cổ chân, khi xung và xương bánh tre, nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ vào chấm trích tại vị trí này. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, tiền bạc sụt giảm, cần xem xét kỹ càng trước khi chi tiêu hay đầu tư. Tử vi tuổi Bính Ngọ, thủy, tin lầm người có thể khiến cho bạn mất tất cả những gì mình có. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, hỏa, tránh làm tổn thương đến vị trí của nhân thân. Tử vi tuổi Canh Ngọ, thổ, đừng mãi giấu kín suy tư trong lòng, hãy mạnh dạn chia sẻ với một người đáng tin cậy.
Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, mở lòng mình để thấy thế giới tươi đẹp luôn chờ đón bạn. Con số may mắn 9, 3, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường hồng, tím, quý nhân phù trợ, Tuất, Dần, Mùi. Tử vi tuổi Mùi, xem tử vi hàng ngày, quý nhân tài mội sẽ giải sức ủng hộ cho con giáp tuổi Mùi trong ngày thứ tư này. Bạn nhận được sự trợ giúp từ ai đó và nhanh chóng hoàn thành mọi công việc được giao, kế hoạch của bạn đang tiến triển một cách thuận lợi. Tuy nhiên, thường quan giáng mệnh lại là lời cảnh báo bản mệnh cần chú ý đến từng chi tiết nhỏ trong công việc, hợp đồng, hợp tác, kẻo dễ gặp phải sai sót khiến tất cả đổ sông đổ bể lúc nào chẳng hay. Người độc thân trong ngày họa sinh thổ này có thể gặp được người tâm đầu ý hợp một cách tình cờ và bất ngờ. Đôi bên chỉ mới trò chuyện mà đã cảm nhận được như có sự thân quen từ trước đó. Có lẽ đây chính là nhân duyên mà bấy lâu bạn vẫn luôn chờ đợi. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, đừng hành động nóng vội, kẻo rắc rối tìm đến. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, quan sát kỹ càng, tránh để xảy ra sai sót đáng tiếc. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, đừng bỏ qua những chi tiết dù là nhỏ nhất. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, nhận được sự trợ giúp giúp bạn vượt qua chông gai, thử thách. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, nhân duyên của người độc thân vượng sắc hơn. Con số may mắn 3, 9, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường trắng, vàng, quý nhân phù trợ, Ngọ, Mão, Hợi. Tử vi tuổi Thân, hôm nay sự xuất hiện của thiên tài sẽ mang điềm báo may mắn cho người tuổi Thân trong ngày thứ tư này. Cơ hội tiền đổ về đầy túi bạn sẽ là rất lớn, hãy nhanh chóng nắm bắt lấy. Nhất là với những ai làm nghề phụ, số tiền lương thưởng mà bạn nhận được sẽ không hề nhỏ đâu. Tuy nhiên, bạn cũng đừng vì thế mà cho phép bản thân được tiêu xài phung phí nhé. Những món đồ hiệu có thể ngốn hết hầu bao của bạn đó. Hãy lên kế hoạch chi tiêu thật cụ thể và đề ra những khoản dự phòng cho những trường hợp cấp thiết nhất. Hỏa khắc kim, mối quan hệ giữa bạn và người ấy trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Từ những câu chuyện nhỏ nhặt, bất đồng khiến cho những vết rạn nứt dần xuất hiện. Những mâu thuẫn cháy âm ỉ này có thể bùng phát bất cứ lúc nào và đốt cháy tất cả mọi thứ. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, lên kế hoạch chi tiêu cụ thể, đừng phung phí vào những thứ phù phiếm. Tử vi tuổi Bình Thân, Hỏa, tinh thần đi xuống, sức khỏe bị ảnh hưởng phần nào. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, được cho tặng tiền bạc hay trả nợ, túi tiền ngày càng rủng rỉnh. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, đừng bỏ lỡ cơ hội phát tài đến với mình. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, tình cảm lứa đôi nhiều rạn nứt, hãy mau chóng hóa giải. Con số may mắn 4, 8, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường xám, ảnh kim, quý nhân phù trợ, Thìn, Tý, Tỵ. Tử vi tuổi Dậu, xem tử vi hàng ngày, có chính tài độ mệnh, người tuổi Dậu sẽ phải chẳng lo lắng về vấn đề tiền bạc trong khoảng thời gian này. Các khoản lương thưởng đều đặn cũng đang có dấu hiệu cải thiện tích cực hơn so với thời gian trước. Người độc thân vẫn tiếp tục trải qua khoảng thời gian cô đơn lẻ bóng trong ngày hỏa kim xung khắc này. Có vẻ như trong lòng bạn vẫn còn đang vương vấn những điều trong quá khứ. Hãy gạt bỏ tất cả, làm mới bản thân để sẵn sàng đón nhận những tình cảm mới mẻ mà mọi người dành cho bạn. Xem ngày tốt theo nhị thập bát tú, hôm nay khởi công tạo tác nhiều việc tốt như xây cất nhà, dựng cửa chỗ cửa, nhập học, đi thuyền. Bạn có thể tham khảo để tiến hành các công việc phù hợp sẽ mang lại hiệu quả cao như mong đợi. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, làm mới bản thân để sẵn sàng đón nhận tình cảm của mọi người. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, tình cảm gia đình không mấy hài hòa, yên ấm. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, không phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, thu nhập ổn định và tăng tiền mỗi ngày. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, người độc thân chưa tìm được cơ hội thoát ế. Con số may mắn 7, 4, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường trắng, xám, quý nhân phù trợ, Tỵ, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất, có tam hợp trợ mệnh, vận trình của người tuổi Tuất trong ngày thứ tư này trở nên tươi sáng chưa từng thấy, mọi thứ tiến triển thuận lợi, không gặp phải bất cứ vướng mắc nào. Con giáp này nhanh chóng hoàn thành công việc và thu về những thành tích khiến cho mọi người xung quanh đều phải ngưỡng mộ. Thực thần ghé thăm, lộc tài xuất hiện, bản mệnh nếu nhanh tay chấp lấy thì có thể mang về cho bản thân nguồn lợi nhuận rất lớn.
Nhất là với những ai làm trong lĩnh vực kinh doanh đầu tư hay nghề tự do, phải nói là vận may cứ liên tiếp tìm đến bạn. Chuyện tình cảm lứa đôi đang trải qua khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc, nhất là trong ngày hỏa thổ tương sinh này. Hai người dành cho nhau những ngọt ngào lãng mạn khiến cho ai nấy cũng phải ghen tị. Từ vì tuổi Giáp Tuất, hòa, công việc thuận lợi, không gặp bất cứ trở ngại nào. Từ vì tuổi Bình Tuất, thổ, vận may tìm đến, tiền bạc thu về đầy túi. Từ vì tuổi Canh Tuất, kim, đừng bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền hiếm có. Từ vì tuổi Nhâm Tuất, thủy, hãy cởi mở hơn để tìm ra một nửa cho mình. Con số may mắn 6, 9, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường nâu, vàng, quý nhân phù trợ, ngọ, mão, dần. Tử vi tuổi Hợi, tử vi hôm nay nhận thấy thiên quan giáng mệnh mang theo không ít rắc rối cho người tuổi Hợi. Trong những tình huống căng thẳng như thế này thì tốt hơn hết là bạn nên giữ im lặng, đừng đẩy mọi thứ căng thẳng thêm lên. Khi giữ được bình tĩnh, bạn có thể xem xét lại mọi thứ và tìm ra phương hướng xử lý thích hợp nhất. Thủy hòa bất dung, bạn và người ấy vì bất đồng mà không ngừng tranh cãi. Hai người chẳng thể tìm được sự thống nhất chung, cả tinh thần và thể trạng đều mệt mỏi. Hãy ngồi xuống và lắng nghe, đừng mãi khăng khăng ý kiến của mình nếu không muốn mọi thứ đổ bể trong chớp mắt. Để công việc được thuận lợi hơn, bạn có thể tham khảo hướng tốt, giờ tốt khi xuất hành đi xa. Cụ thể, trong ngày hôm nay, bạn có thể đi về hướng Tây Nam để gặp hỷ thần hoặc hướng Đông để gặp tài thần. Từ vì tuổi Ất Hợi, hòa, nên lưu tâm đến sức khỏe của bản thân hơn, chớ lơ là. Từ vì tuổi Đinh Hợi, thổ, giữ bình tĩnh mới có thể đánh giá mọi thứ một cách khách quan. Từ vì tuổi Kỷ Hợi, mộc, chọn hướng tốt giờ tốt xuất hành để công việc được thuận lợi hơn. Từ vì tuổi Tân Hợi, kim, căng thẳng với những rắc rối bất ngờ xuất hiện. Từ vì tuổi Quý Hợi, thủy, mâu thuẫn giữa các cặp đôi ngày càng lớn. Con số may mắn 2, 7, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường trắng, đen, quý nhân phù trợ, mùi, mão, dần. Đánh giá tử vi thứ tư ngày 28 tháng 4 năm 2021 của 12 con giáp. Con giáp nào gặp được nhiều điều thuận lợi trong ngày hôm nay? Đó có thể là con giáp tuổi Dần hay con giáp tuổi Thìn. Con giáp nào khó tránh khỏi rắc rối thị phi trong ngày thứ tư này? Đó có thể là con giáp tuổi Ngọ hay con giáp tuổi Hợi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin. Chúc các bạn mọi điều an lành. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.